lâu lắm mới về lại đây ấy. đây cái cây mọc đây mọc tranh chấp đây cũng ấy mà còn cái cỡ mà nhài kép thì tôi mới nhớ ra hôm trước tôi bảo là chưa tìm ra cái 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 uh, ruộng nhài nào nào thanh lý mấy thế nọ thế kia thực ra là cái cái loại mà to hơn như này đây uh, hình như là ngày xưa là một uh, cái hôm trước bán là hai trăm rưỡi còn gì nữa mẹ các bạn mấy cả cái loại mà mà nói chung là nhà kép như thế này mà giá mà rẻ tụt quần thì không ấy Tại vì là các bạn phải hình dung là năm ngoái thì cứ còn Đây này nó chỉ như thế này thôi này Là rơi vào trăm trăm hai này Nếu mà bà con mà lấy cái loại mà trăm trăm hai như thế này Thì cứ người ta trồng được như thế này rồi là giá nó cũng phải khác Các bạn hình dung chưa Tại vì người ta lấy là đi lấy giống giá trăm trăm hai rồi Thì là bây giờ bán mẹ sau khoảng một năm Xong rồi cái nhà kép này là nói thật ra là Nó cũng cũng đỏng đảnh cái tỷ lệ chết chiếc cũng nhiều Nếu mà hàng bịch mà trăm trăm hai như thế này này Là ít cây chết này Còn nếu mà cành chiết ba chục mấy năm chục nghìn là chết nhiều nhảy kép này này Còn như cái vườn này thì nói chung là bé bé Thì đại gia là là Nói chung là nếu mà các bạn mua nhiều Thì có lẽ là tôi cũng giải quyết được Nhưng mà nếu mà mua thì một cái loại hơn 200 Mà, mà hôm trước tôi phát đấy Tự, tự tìm vào, tự đánh cái chữ nhảy kép hoặc nhảy ba lá vào Là có những cái bài ở trên trang thì có hai loại đấy, có loại 30.000 với 40 mươi à 40.000 50.000 đấy. Loại năm 50.000 thì hôm nay là đo nó phải hơn như thế này. Nó phải to bằng cái loại 120. Thì tôi hôm hôm qua tôi phát cái nhà kép tôi bảo là chưa tìm ra các vườn thanh lý thì thực tế là nhà kép không phải gọi là thanh lý mà gọi là giá bây giờ so với ngày xưa là giá nó quá rẻ. So với cách đây một năm ấy là giá nó quá rẻ. Thằng Tuấn nó cũng bảo là nên đây bán cho tao mấy ruộng nhà kép nhưng mà tôi hôm nay chắc chưa lên được. Tí nó bận năm lại còn hoa hồng mấy các thứ cả Mọc cũng đẹp phết này Nhưng mà mỗi tội là tán nó hơi hơi ấy một chi tí Như thân như này là đẹp rồi Thân như này còn muốn gì nữa là Tán 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 là hơi hơi cùn Tán hơi cùn đi Còn hoa hồng đây chán thì lại quay hoa hồng Mọc Mấy cả nhà ấy. Mọc mọc thì tôi nói thật ra là Đi đi đấy hôm nay đi thực tế như thế Để cho các bạn biết đấy tôi nghĩ giá như thế thì nói chung là nó cũng không phải là giá 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 cái cây mọc hai năm ấy mà hai trăm rưỡi số lượng đầu nghìn ấy nó không phải là cái giá chung của toàn thị trường nhưng mà được cái là cái nơi ý là bà con trồng rất là nhiều trồng trồng hàng đầu chục vạn mà giá nó như thế thì các bạn bảo là trồng được lên một cây mọc mà vanh 20 này thì đến bao giờ còn đôi khi thì ở trên mạng thì đôi khi có những người người ta bán rẻ thì Chúng tôi không biết tôi không biết tôi cũng nhiều khi tôi cũng tham rẻ lắm ấy chứ nhưng mà nói chung là vườn viếc thì nó cũng chật xong rồi đấy toàn anh em thì bây giờ nói chung là bán hết các cái hàng của mình thì mới có chỗ trống để để nhập cây chứ chứ còn ngày xưa bây giờ đây là cái loại này cũng phải vanh gần 20 cái này gần 20 cái này 10 19 con bà này rồi 18 19 rồi mấy đo mà xem mấy đo mà xem mày đo thì xem Em nhìn thì em biết, chỉ 18 thôi Đây. 19 chưa ngu chưa Chưa là 19, toàn đón láo rồi 19 Mẹ mày ngu đi nhà bới nó xuống Nói chung là cũng 18, 19 Mình đây mình toàn nhận ngót đi Cái chính là tôi bảo rồi Các ông nói chung là kiểu các ông mua xong rồi cũng không sở hữu cây em ấy các thứ này còn đôi khi người ta bán bán rẻ hoặc nhiều anh em bán rẻ là người ta cũng đau đáu lòng lắm ấy. Ví dụ như người ta mua 10 triệu của cách đây khoảng 1 năm hoặc là hơn năm. Bây giờ người ta bán 11 triệu xong rồi công trồng xong rồi cước xe các thứ linh tinh ấy. Nó nó cũng nô. Tại vì đôi khi người ta sốt ruột đi. Chứ còn cái nghề chơi cây với các thứ này các bạn ví dụ mua một cây cây này về các bạn còn phải làm tay làm tán chứ có phải là mua 10 triệu xong rồi hoặc là cũng có thể là ngày xưa người ta mua cái vào cái lúc mà mọc rẻ ấy có 5 triệu bây giờ người ta bán 7 triệu hoặc 8 triệu là người ta có công chứ còn nếu mà so với cái thời kỳ năm ngoái thì thì mộc năm nay là rẻ đi nhưng mà các cái hàng con con mà mẹ được như, như thế này cái thân kia nó chỉ bằng ngón tay xong rồi thoát được nó thân như thế này nó được cái tán như thế này kia nó chỉ đến vai thôi mà đây là gọi là tán xén đây này này cây nào có phải ruộng ruộng ý cây nào cũng được như thế này đâu còn kiểu cây nó nhiều ấy Trông rất là dọa dẫm Các bạn hình dung chưa Tôi bây giờ nói thật ra là cho thằng Tuấn B ở đây Thì một mình nó lừng lững thì cũng ghê đấy Nhưng bây giờ mà tầm một mình thằng Tuấn B Xong rồi ở một nơi khác có thằng tầm 100 thằng như thằng Tuấn Còi này Đứng đấy là là còn ghê hơn Tức là nhiều nhưng mà toàn những thằng Có hỏm có hom nó vẫn đông hơn là Một thằng vai u thì bắp nó đứng một mình Các bạn hình dung chưa Bây giờ mà cho một một kiểu như kiểu là một thằng con thằng Tuấn B mà nó đứng giữa đợi, cánh đồng này thì thì cũng ghê đấy cũng cũng ghê nhưng bây giờ mà cho tầm chục thằng những cái thằng như thế mình mới Việt Anh này xong rồi anh Phương say này xong rồi đấy đấy mấy anh thằng con thằng Thiệp này đấy xong rồi kiểu nửa nghiện nửa nửa ngập ấy xong rồi thêm tí như kiểu là người ta sẽ nếu mà người nàng thì không 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 nghĩ là mình nghiện đâu nhưng mà các cái người khác cái người tôi bảo mẹ cái bọn này toàn đá mới đẩm thôi tránh xa chúng nó ra Thế tôi bảo một ông vai u thì bắp trông là cũng ghê Tức là thằng này này Một thằng vai u thì bắp Còn bây giờ nôi cho hai chục thằng nó vừa theo kiểu Kiểu nghiện nghiện ấy, thì là Là còn ghê hơn Tức là cái giống cái cái, cái cây mà lúc nãy các bạn quay ấy À lúc nãy tôi quay ấy Mẹ cảm giác nó bạt ngàn bạt ngàn bạt ngàn Xếp la xếp niệt Thì các bạn trông thấy nó ghê Nhưng mà đảm bảo là còn không ghê bằng cái loại này, này Tức là không đẹp bằng ấy Thì các bạn phải có ở trong giới thì các bạn mới biết được Đây nó cũng thân này Bằng ngón tay này nhưng bây giờ ví dụ như bảo là bây giờ trả cái loại này 300.000 là cũng không 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 làm gì được đâu. 300.000 không làm gì được đâu. Nó mua mua các bạn mua ít thì. Còn các cái thân này nó đẹp hơn cái loại mà mình quay ngoài kia. Còn nói sơ qua về mọc thì hôm nay đấy quay cho các bạn biết như thế cho các bạn đỡ ở trên mây. Còn đôi khi thì nói thật ra là có thể khi người ta vào ấy, người ta vào thị trường cái hàng mọc này này. Người ta vào thị trường lúc mà ví dụ như là là như cái vườn này thì cách đây khoảng mấy năm thì vào cái loại mộc mà 200 mấy 300 nghìn thì bây giờ tầm này 1-2 triệu cũng bán nếu mà cảm giác là, là muốn phá thị trường này mấy không ấy này nhưng mà việc gì phải thế ấy? các bạn hình dung chưa giá thì chấp nhận bán giá nó ngút hơn so với năm ngoái thôi chứ còn bây giờ cách đây khoảng 2-3 năm 3-4 năm mua cái loại mộc có 2-300 nghìn trồng ở đây 3-4 năm 2-3 bây giờ kể cả các bạn bảo là 1 triệu 1 triệu rưỡi cũng bán nhưng việc gì phải thế ấy? Còn bình thường với ngày ngày xưa người ta mua cây ý có 2 triệu. Xong rồi năm ngoái người ta bán được 10 triệu. Bây giờ năm nay người ta bán 5 triệu thì người ta vẫn có like Đấy chứ còn bình thường cái giá mọc mà mà ở cái thời điểm mà như cái video tôi nói ấy, ở nơi ý thì nó rất là nhiều, nhưng có thể chưa đại diện cho cái thị trường chung. Nhưng các bạn cũng phải hình dung là là nó không không kiểu xin được như các bạn nghĩ đâu. Còn cảm giác kiểu các bạn không có cây mọc nào ấy. Còn trồng một cây 300 nghìn này nên thành một cái cây kia thì nó cũng khá là lâu Chứ bây giờ bảo một cây này 300 nghìn xong rồi Tôi nói là đại ý như thế thôi Chứ không phải các bạn bảo là mày nói trong video 300 nghìn đây Tao đưa cho mày 300 nghìn mày bán cho tao cây này thì không làm gì được Đại ý cái tạng này Còn các bạn mua số lượng như thế nào thôi chứ còn Mình nói là đều có như thế thôi nhưng mà Nó cũng khó lắm Bây giờ bảo là cây cây như này các bạn mua bao nhiêu Thì nếu mà mua lẻ chắc phải đến tầm Ở cửa hàng ấy Mẹ cái loại kia mình bảo là 250 mình mua vào 250 thì bán cho các bạn 280 Cước xe về các bạn là 300 300 thì người ta bán cho các bạn cũng phải 500, 600 Nên Mình nhìn cũng ghê 200 mấy <laughs> Mình bảo cái người mua của mình cũng ghê Chứ tuyến được cái bọn mà mà như các cái hàng như thế này Mẹ như cái hàng cột điện này Tuyến được cái bọn này Rồi bây giờ về xén như này này Còn không thì các bạn vít từ nút còn bé này này nó đâm hết các cái nấy này cây 2 triệu cái thủy nó ấy còn ở đây hình như là không có cái loại nào hai triệu cơ không không có loại nào hai triệu chỉ có hàng 90 triệu, triệu thôi không có cây 2 triệu ở đây đang định bảo là ôm cái vườn kia để bán cho các bạn là một triệu một cây nhưng mà nhưng mà phải chờ con cái thủy các ông phải thuyết phục nhiều và nhắn tin ở trên trang nhiều vào thì nó mới mới bỏ dốc tiền ra nó ôm cái vườn kia Xong rồi nó bán cho các bạn nẻ một triệu Mua 10 cây 800 nghìn Nói chung là so với cái giá mà hai chơi cái mộc 250 kia thì là giá rẻ ạ. Thế là mộc mộc nó bán nẻ 1 triệu ấy. Nhưng cảm giác từ năm ngoái ra đây là nó vẫn vẫn chưa được tán thế này. Chưa được tán thế này, kiểu bây giờ nó mới bắt đầu liền chân đi. Chứ các bạn nói chung là lơ mơ thì tôi cũng không hiểu được. Các ông cứ làm như là mộc năm nay rẻ xong xin được Bọn này cũng phải lên đến 18 rồi này Nhưng kiểu năm ngoái đánh từ cái ruộng nhài này ra ấy Cho nên nó chưa liền chân nên nó chưa phát được tán Năm sau, năm sau là tán nó Tán nó sẽ được Năm nay tán hơi kém Đấy Thuyết phục nó à Thì là, là nó sẽ xuống tiền Để ôm cái vườn đi 400 cây xong nó tách nẻ ra ra. Là là nó ta lại tách nẻ cho mọi người là triệu một cây Mua từ 10 cây 800 nghìn Chứ bây giờ thì Mệt lắm Đây các cái hàng này các bạn cũng Nó cũng là cái hàng này thân ngón tay này Thân ngón tay này Thoát thân mộc này cũng là hả? mộc 2 năm này 2, 4, 6, 70 phân Tán tiếc tùm lum Xén rồi Đấy. <laughs> mẹ tiền đi thì lại tiền lại vào đây như con kia đẹp này con kia kìa bụi thôi nhưng mà nó nó rất là đẹp nói chung là so với thị trường tôi chả biết thế nào nhưng mà khá là ấy đấy đây này cái này đẹp mà nhà có hai cái bụi đây đây đây. ui đẹp không okay. ui xuống ui, ui cây to này hai cây 10 củ à? không giải quyết được các ông cứ hai cây 10 củ thì các bạn cứ lên mạng mua tôi nói thật các bạn không mặc cả được với tôi đâu mà cứ ngồi mặc cả thì nó mất thời gian Hàng này hàng này là phát hai chim được đây này Tôi nói thật ra ở đây là dễ tôi Tôi dễ bị bị chống đối mới chửi bới lắm Nhưng mà như hàng này là được này Hàng này bán Bán đi Em ơi Đẹp như thế này Còn muốn thế nào được Các ông cứ lên mạng mà mua Tôi nói thật rồi tôi có giữ các ông đéo đâu Các ông cứ 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 mặc cả tôi làm cái gì Tôi không giữ các ông mặc cả Hàng này 12 triệu một cây 12 triệu một cây à như con này đẹp đây này Con này đẹp này Mẹ 25 này Sao còn báo giá thế còn hớ Ờ hớ à Banh con này 24 đây Banh 24 à Các ông nào mà có nhu cầu mặc cả nha Lên mạng mua Lên hội nhóm mọc hương mà mua Tôi không giữ các ông đâu dạ. Tại vì chỉ cần các ông mặc cả lần được một lần Xong tôi chẳng may tôi bon mồm Tôi ừ cho cái việc các ông mặc cả Từ lần sau là tôi quay cái loại nào các ông cũng mặc cả Tốt nhất là những ông nào mà cả lượn Đấy là nó thành ra quy củ ấy Các ông có thể chỉ có xem video của tôi để tham khảo giá thôi Còn các ông mua ở đâu mà giá nó rẻ hơn Thì tôi chúc mừng các ông Là các ông rất là khôn ngoan Còn như thế các ông kích mất thời gian nhưng cẩn thận mất tiền cọc đấy nhá vâng. Tại vì nhiều cây thế thì em định là là, là, là về thì em sang xe luôn Để em đốt tốn tiền cây không, tôi không tôi không khó khăn gì đâu Nhưng cái cách làm việc của tôi nó thật ra là bán mà để mặc cả ấy Bán để mặc cả ấy. Là từ lần sau nó Rồi, cách việc không. mua bán nó rất mất thời gian Thà tôi báo giá luôn, các ông mua được thì mua, không mua thì thôi Thì từ lần sau cứ thế nó tiến hành Ông mặc cả được là người khác cũng mặc cả được Các bạn hình dung chưa? Còn cái thủy thì đôi khi nó vui tính thì nó nó bớt cho ai thì bớt Nhưng bản thân tôi có, có ấy đâu Nó bảo 12 triệu thì các ông cứ inbox trên trang bớt thì bớt Nhưng thường là không bớt đâu để một lần các ông không bớt được thế từ lần sau mua bán nó nó cứ cứ thế mà tiến hành tôi báo giá các ông có thể lấy cái giá ấy làm tham khảo đứng đằng sau đi tao đứng đằng sau trước xong rồi tính cây này đẹp này cây này đẹp nhất luôn cây này tôi ưng đấy nhưng mà có một cái của kiểu tán chưa ấy này cũng xén đây cắt giật cắt tiếp này các ông khó tính gì đâu nói thật tôi cũng muốn tôi cũng muốn làm cho cái việc nó buôn bán với các thứ ấy nó thành ra nó quy củ ấy Còn đây là trên trang cá nhân của tôi Thì cái cái trò chơi mới cả các Gọi là cái quy luật cuộc chơi là do tôi 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 đề ra Để lần sau ví dụ như các bạn có lớn ngớ mà muốn mua hàng ấy Thì các bạn biết hôm nay tôi nói công khai như thế để các bạn Bạn ấy giống như kiểu các bạn vào siêu thị ấy Tôi sáng nay tôi mắng thầy chùa Thế là thầy chùa bảo là là sang lại sang sang nói chuyện với cái thủy trong gửi tiền cọc cái thủy ấy Nói chung là mọi người thích mua mặc cả thì lại lần sau lại báo kênh ấy các mấy lần liền có đâu mua Kênh mua. cái gì mà kênh Kênh báo có nhiều giá, người người ta quen rồi thì Báo chuẩn giá Bây giờ nó báo thành ra giá. thói quen các bạn vào siêu thị cũng thế Thế bây giờ lại bảo là siêu thị khó tính thì chịu Những cái người văn minh là người ta thích vào siêu thị Là tại vì như thế Người ta được quyền lựa chọn giống như tôi như này cũng thế cái này đi, cái này Các bạn Cây này thì không đẹp bằng cây kia kìa Cây kia thân đi, nó đẹp Tức là các bạn vào siêu thị là được cái văn minh như này này Nếu mà các bạn vào một cửa hàng tạp hóa bình thường Các bạn phải phải Ví dụ như là chị ơi cho em qua vệ sinh Chị ơi cho em cái bàn chảy đánh răng Chị ơi thế nội kia thằng chủ quán nó cứ chạy đi chạy lại Tôi đây ví dụ như trong bài của tôi Tôi quay nhà kép tôi quay màu gương Các bạn có nhu cầu các bạn chỉ vào cái bài ấy các bạn xem thôi Còn những ai mà ví dụ như là thích ngũ sắc Thì vào cái hoặc là hoa giấy các thứ Thì bài này không phải phải cái bài mà người ta thích Đấy tôi sắp xếp như kiểu là cái kệ gian hàng ấy còn khi mà sản phẩm ví dụ mộc hương cũng thế ngày xưa tôi sẽ quay hoặc lúc nào tôi quay tôi hứng lên thì tôi sẽ quay là mộc hương 10 triệu, mộc hương 12 triệu, mộc hương 15 triệu. Các bạn cảm thấy túi tiền của các bạn như thế thì các bạn vào xem thôi. Còn những ông nào muốn mua mộc hương giống hay số lượng thì lại vào cái bài 250. Cây cài này thân thì rất là đẹp. Nhưng mà tán kiểu bị cắt đi. Và bây giờ mới đang vít. Đấy chứ còn cây này thì cái thân rất là đẹp. bây giờ kiểu mọi người cũng phải có cái sự khác bọt chứ ở ngoài. Đi đi. Ở bên ở bên ngoài kia người ta tôi ta bán theo cái kiểu là là chiều các bạn mà kiểu các bạn là thượng đế ấy. chứ tôi không thượng đế kiểu ý được tại vì nếu mà tiếp các bạn theo kiểu mặc cả như này một ngày tôi rất mất thời gian tôi bán được một hai cây tôi rất mất thời gian tôi bán đúng giá như này thì một ngày tôi có thể tôi bán được nhiều cứ giá mình đề ra như thế ai mua thì mua ồ mẹ bẩn hết thước rồi lấy cái gậy mà gạt cái cất cất ra chứ này ờ, thì thế tôi mới bảo là các bạn cảm giác các bạn Tôi là tôi không cho bớt Tôi đã bảo là còn cây mấy các thứ này tôi mai sau tôi cũng sẽ áp cho, cho, như kiểu là hình thức của siêu thị Tôi đề ra là đúng giá như thế Không bớt Còn thuận mua vừa bán thì tôi đã bảo các bạn rồi mà Quy luật cuộc chơi là từ trước đến nay tôi không bớt Còn cái thủy thì nó có thể nó nhiệt tình hay là nó thấy ai quen thì nó bớt Chứ bây giờ cây nó bảo mười mấy triệu các bạn bảo mười triệu hai cây thì tôi bảo không bớt Hiểu <laughs> chưa các phải quen điều ý chứ cứ hai thằng giải thích với nhau Tôi giải thích cho ông Xong rồi ông cứ cố chấp nào, ông bảo cây không thể như siêu thị được Các ông phải bớt bên thế loại thì tôi đã bảo tôi không bớt Ông cứ ngồi cãi nhau với tôi làm đéo gì nhỉ Ông cứ yêu cầu bớt thì gặp thằng nào nó bớt Mẹ đây bảo là bớt không bớt nó Cứ cứ đi giải thích làm cái gì Còn tôi giải thích để cho những cái người người ta theo dõi về sau ấy Người ta muốn mua hàng người ta hiểu cái cuộc chơi Hiểu chưa Ông cứ đau hết đầu Quy củ quá có anh thuận mua vừa bán cây so sánh làm sao với thiêu thị đồ dùng được anh Cây nó là xu hướng Xu hướng thì hiện tại bây giờ tôi đang quay theo xu hướng này Còn có thể 10 năm sau à, hoặc là 2 năm sau hoặc 3 tháng sau ừ. Hoặc thậm chí 1 tháng sau tôi quay cây này có thể là 1 triệu hai cây Thì lúc ấy bạn vào thì bạn nó lại mặc cả Bạn hiểu chưa? Cây nó là xu hướng nhưng hiện tại bây giờ tôi đang bán ví dụ 12 triệu Bạn bảo 10 triệu hai cây tôi bảo tôi không bớt một cái gì Giá y như thế và hai tháng sau mà 1 triệu mà 10 triệu hai cây tôi lại quay cho mọi người Thì kiểu mẹ gì bạn cũng mặc cả là Là thôi 1 triệu ba cây đi Kiểu các bạn đã quen cái tính bớt rồi Hiểu chưa? Còn tôi đã bán đúng giá như này Thì từ lần sau bạn thấy giá để ra bạn mua được hay mua Không mua thì thôi Không giải thích lòng vòng Một ngày tôi tiếp 10 ông cứ thế giá thế mà dập ờ, Mẹ một ông thì mẹ từ 12 triệu Ông dập xuống là 1 triệu 2 cây À 10 triệu 2 cây Ông thì 1 triệu 10 triệu ba cây đi Tôi nói rõ ràng như thế để cho nó thành ra thói quen Hiểu chưa Còn tôi sẽ áp dụng mà 1 hai năm nay tôi toàn bán đúng giá Chứ tôi có, có bớt đâu Bớt là hầu như cái thủy nó thích quý ai Hoặc là kiểu các bạn mua nhiều Hoặc anh em nó Quý nó hỏi mà phát thì có thể là 10 triệu hai cây luôn đấy à. Hiểu chưa Thôi đi khổ đi giải thích ông cứ giữ cái quan điểm của ông Tôi giữ quan điểm của tôi thế làm sao mà hợp được Phải biết tôi là chủ trò thì tôi nêu đến đấy là thôi Biết thế là thôi mẹ cứ đi cãi nhau đâu hết đâu